Là nhiều khi nó nén nhiều cái tần số quá à, Nó nén từ 20 hẹt Tới 20 kHz Thì bao gồm rất là nhiều cái tín hiệu ở trong đó Thì Mình sẽ sử dụng sai chen Để mình muốn giữ lại được một cái màu sắc nào đó Mình mong muốn đó. Thì ở đây Ở đây Mình có cái Mình bắt đầu với Với loại thứ nhất đi ha Rồi các bạn thấy nè Ở đây mình đang để là chế độ là 5kg Các bạn coi cái À, cái, cái góc góc phải của mình ha trên màn hình là góc phải ví dụ như giờ mình muốn giữ lại màu sắc là năm ký hai ví dụ như cái giọng nói của mình mình muốn là ok sau quá trình nó nén nó còn tất cả những cái gì đó ha à, trong một cái đoạn giải tầng của microphone mình rồi mà mình thích đó là nó giữ lại cái màu sắc của năm ký hai ha các bạn ha thì mình sẽ sử dụng cái cái này mình bật cái filter lên ha bật lên lên là nó sẽ sáng lên ở đây rồi mình để là mình đưa cái cái đúng cái tần số đó mình muốn giữ nó lại ở trong cái khoảng này ha rồi thì cái ba chấm hai chấm cái này nó không phải là để mình nâng tín hiệu gì hết mà nó là cái độ loan cái đồ loan của một cái tần số có nghĩa là phạm vi ở năm ký hai nó sẽ loan rộng ra một chút xíu ha phạm vi của năm ký hai nó loan rộng ra một chút xíu đó là như vậy à, càng năm ký thì nó bóp cái tần số năm ký hai giữ càng đẹp nào nó sẽ sắc hơn cái 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 cái, 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 cái tần số đó ha. Thì sai chen là những cái gì mà nó bổ trợ cho quá trình của máy nén. À là compressor đó các bạn. con à, compressor và ghe là một tổ hợp để tạo ra những cái loại âm thanh mà chuẩn nhất trong cái khoảng âm vực thấp và âm vực cao và nó đạt được trong cái phạm vi tín hiệu. ha quản giống như là một thiết bị quản lý tín hiệu vậy đó. Nhưng trong quá trình quản lý tín hiệu đó các bạn cần giữ lại cái gì đó trong cái màu sắc gì mình sẽ sai chen nó vô đó ha nó như vậy rồi à, tiếp tục mình sẽ nó có cái loại đó các bạn trên bàn mixer nó có những cái loại các bạn mở những cái loại ở đây ờ à, cái sai chen này các bạn không những ứng dụng cho vô cồ mà các bạn có thể ứng dụng cho nhạc cụ cũng được ví dụ trống ha. ví dụ nó nén thì các bạn muốn giữ nó lại ở từng số hbf lbf ở đây nè ở đây mình sẽ có Lc 12 Lc 12 mình kéo rộng ra các bạn thấy nó rộng ra ha ví dụ mình ví dụ một cái trường hợp như thế này ví dụ như là cái tiếng ca của mình lên khi mà nó nó hơi bị bass đó. hát lớn vô nó bị bass cái phần phần bass ví dụ vậy đặc biệt ở trong bài Mr. Banger hình như là cái phần mid lao nó 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 khá là nổi trội đó các bạn thì mình muốn giữ lại cái màu sắc ở phía trên là những cái khoảng sáng ở đây các bạn coi là nó những cái khoảng sáng những khoảng sáng ở trên này đó các bạn chờ một xíu à, rồi có, có. rồi các bạn thấy con chuột ha có nghĩa là mình giữ cái khoảng sáng ở đây chờ một xíu nha không biết các bạn có thấy con chuột không khoảng khoảng sáng ở ở trên cái cái bàn mixer của mình đây thì cái khoảng sáng này á, sau khi nó sau khi nó nén nó sẽ nén cái phần tối lại chủ yếu là nó nén phần tối các bạn càng gom nó lại á, thì nó càng nén cái phần tối này nó rộng hơn còn các bạn muốn giữ lại á, thì các bạn giữ lại những cái phần uh, là low cut nè 12 nè 12 với 6 được gọi là cái đồ thị của cái độ loan của nó cái độ loan nó loan rộng ra và 12 thì cái độ ngắn của nó nó sẽ bóp lại hơn ví dụ như trống hoặc tâm đó nếu mà mình nén quá đó mình nén quá thì nó mất đi cái tầng số của, của, của cái cái, cái tâm đi nó mất cái độ đẹp của nó đi ví dụ như mình để là lc để cho kích đi ha nếu mà nếu mà nó loan ở nó sẽ sẽ nén những cái tầng số mà thuộc kích nó chỉ nén những cái tầng số mà nó giữ lại những tầng số của kích ở mức độ đẹp nhất ngoài vấn đề mình HBF, LBF ở trên 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 EQ rồi thì cái này nó vẫn còn một cái chức năng để giúp cho các bạn nó nén và nó giữ lại được cái màu của nó nó là như vậy cái filter của nó là như vậy đó các bạn đó rồi các bạn có thể lao kết ví dụ như giờ mình đã chữ lao kết đi ha à, hai kết đi thì nó sẽ cắt những cái 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 nó sẽ tác dụng vô phần tối và nó sẽ giữ lại cho các bạn về một số cái cái giải tầng nào ở phía dưới và các bạn muốn nó không bị nén quá toàn bộ cái đoạn giải tầng của nó là như vậy thì uh, mình muốn giải thích về cái vấn đề side chain nằm ở trên bàn mixer uh, uh, những cái hệ sinh thái của mixer beringer xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau